ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឆាបន្លែក្រមុកជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបំពងហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានខ្ញុំផសសាច់ជ្រូកបីជាន់ឡើងមកដុំអូឡើងល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាបន្តមកទៀតសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងការ៉ុតម្ទេសហាវ៉ៃពណ៌លឿងពណ៌បៃតងខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងផ្កាខៀវអូល្អខ្លាំងមែនទែនឡើងស្រស់ស្រស់ហ្មងណាតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្
Bong lá nhâm chụp đam đã sang sạch chúng. Miền khi nhảy chúng mới nhận rụng đấy. Chụp bao giờ mà anh chị anh ấy lời nhá nhâm được bây giờ làm được không chạy chết. À lời này nhưng chắc đam đam bằng phong sẽ chụp mấy chuẩn.
luôn sẽ chụp vào dương khiếm lỗ ấy lấy nó nhưng trong đi lấy chào bình chai cho anh tính tổng tiết nhưng chụp đạm là sợ lại bao dương trăm là không có mà sai sốt tắc trái ẩm bẩn tắc trên chóng có khó còn chết nhắm chặt lại chỗ lần thôi mà muốn á cho ta chờ một tí ôi cha bao dương lần thôi mà muốn á chúng bông tông chúng mới nhâm lại được bao nhiêu rồi hai tờ cho bà đam nhâm chúng mới nhâm được ở cái này lần này làm chơi mà muốn á này lại dân phùi sập chúng anh không làm tên món á mà chào. Ok nha, tất cả các bạn chúc các bạn đã xem video rồi. Bye bye.